Hoan hỷ chào mừng quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp đầu năm Giáp Thìn 2024. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường tử vi xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý bác anh chị. Chúc Tết xuân sang khắp mọi nhà, mừng cho đất nước ta luôn thịnh giàu. Năm cũ đi qua xin cầu chúc mới trọn tình xuân đẹp đậm đà, vạn phúc lành thay duyên vừa đủ, sự nghiệp danh đề mãi thiên thu, như trên gia hộ cho con cháu, ý nguyện trời ban đến tuổi già. Và quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường tử vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường tử vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động về cuộc đời Kỷ Dậu sinh năm 1969, ăn lộc bề trên, về ra đổi vận phát tài, tiền về ngập kết trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Quý vị thân mến, người xưa có câu, ở hiền gặp lành, hiền lương sinh phú quý, quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng, tuy nhiên, bên cạnh đó tính cách của họ cũng quyết định số phận phần nào. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình đủ đầy sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà gặp được nhiều may mắn, cuộc sống được quý nhân phù trợ ít nhiều. Khi xem tử vi chọn đời tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 là người kiên trì, sáng tạo và đầy nghị lực, họ luôn đuổi theo đỉnh cao và không bao giờ từ bỏ trước khó khăn, vì thế cuộc sống của họ luôn rất bận rộn và có nhiều cung bậc cảm xúc. Theo tử vi học cho biết, Kỷ Dậu được Phật Bất Động Minh Vương độ mệnh, nên cho dù có vất vả, khổ cực hay khó khăn thời trẻ, nhưng khi về già sẽ được an nhàn, sống trong vinh hoa phú quý, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch tới. Sẽ chính là thời điểm cực kỳ tốt cho vận mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Trên con đường công danh sự nghiệp hay là tài vận đều được khởi sắc một cách rõ rệt, được quý nhân chiếu cố cho công việc hanh thông. Làm đâu thắng đó, may mắn liên tiếp, cũng vì thế tiền tài cứ ùn ùn kéo về, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, giàu có nhất vùng thiên hạ. Vậy, vận trình cuộc đời người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 cụ thể sẽ ra sao? Trong 6 tháng tới, con giáp này sẽ đón nhận những cơ may gì? Và cần lưu ý điều gì thì xin mời quý tín chủ cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Quý vị thân mến, xem tử vi năm 2024 là một năm tốt để Kỷ Dậu chuyển mình và đổi vận. Đặc biệt là thời điểm 6 tháng đầu năm 2024, Kỷ Dậu sẽ có dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Trong công việc, Kỷ Dậu gặp nhiều cơ hội hơn, cộng với bản tính chăm chỉ và biết cố gắng, nên dễ làm đâu thắng đó. Cũng nhờ thế nên họ được lãnh đạo ghi nhận, có thể được thăng quan tiến chức, đề bạt khen thưởng. Ở phương diện tài lộc, năm nay Kỷ Dậu được thần tài chiếu mệnh, nên đây là năm hốt bạc của người tuổi này. Nếu biết đầu tư kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu sẽ kiếm thêm bội tiền, kết quả thu về rực rỡ, nên đừng chần chừ để lỡ cơ hội. Vào thời điểm đầu năm, cơ hội làm giàu sẽ tới ồ ạt. Người tuổi này nếu cải thiện thêm kỹ năng giao tiếp sẽ khiến mọi việc được suôn sẻ. Vừa biết nắm bắt cơ hội, vừa được quý nhân giúp đỡ, thì làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Trong năm 2024, không chỉ công việc và tài lộc, mà mọi mặt cuộc sống của Kỷ Dậu đều có những bước chuyển biến đáng kể. Do đó, bản mệnh hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên. Xem tử vi của người sinh năm Kỷ Dậu cho biết, đây là người cơ trí, khéo léo, nhiệt tình, có nhiều ước mơ hoài bão cao cả. Và họ luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống. Thế nhưng Kỷ Dậu lại hay tỉ mỉ quá, cầu toàn quá, khiến cuộc sống của họ luôn phải bận bịu, vất vả. Số này có quý nhân phù trợ, cả đời phúc lộc song toàn, gần quan gần quý, nhưng không thể dựa vào người thân. Nếu có thể thúc đẩy chí hướng thì nhất định đạt danh lợi. Sinh vào mùa xuân, mùa hạ sẽ làm rạng rỡ tổ tông. Người sinh mùa đông, mùa thu có tài vận hanh thông, nhưng hay lo sợ không đâu. Tuổi già sung túc, yên tâm hưởng lạc. Lục thập hoa giáp của Kỷ Dậu là đại trạch thổ. Tuổi trẻ phải bôn ba vì không có chỗ dựa, nhưng luôn được thần Phật bảo hộ bình an, hậu vận phát đạt. Người này nếu có chí hướng thì sẽ tốt hơn, vì mưu lực, biết tính toán, lại có số mệnh tương sinh hòa hợp, làm ăn thịnh đạt. Nếu không có chí hướng thì chỉ bình bình qua ngày, no cơm ấm áo, không phải dư giả. Trong cuộc sống,
Kỷ Dậu nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Kỷ Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Người tuổi Kỷ Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Kỷ Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tính. Họ thích đi chơi, đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong cuộc sống, tuổi Kỷ Dậu được biết đến là con giáp có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng, bởi vậy mà tuổi Kỷ Dậu được nhiều người kính nể, ngưỡng mộ. Người tuổi Kỷ Dậu khi làm việc rất cẩn thận, chăm chỉ, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Họ thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Tuổi Kỷ Dậu đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều sẽ không để yên mà luôn phải nói cho ra lẽ. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí thoải mái, vui vẻ cho người khác. Nhưng đôi lúc tuổi Kỷ Dậu vô tình tự làm buồn chính mình. Đối với họ, không gì quan trọng bằng gia đình. Vì vậy tuổi Kỷ Dậu dành cả đời để xây dựng một mái ấm hạnh phúc, yêu thương. Những lúc mệt mỏi, áp lực, gia đình chính là nguồn động lực, giúp họ lấy lại thăng bằng và tiếp thêm sức mạnh để tiến lên phía trước. Nhờ vậy mà dù khó khăn nhưng tuổi Kỷ Dậu lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua tất cả. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Người tuổi này mang mệnh phú quý ở hậu vận, càng già sẽ càng sung túc. Dù tiên vận khổ sở, vất vả, nhưng nhờ sự nhẫn nại, nỗ lực kiên trì đến cùng mà tự tay gây dựng thành công, tự lực mà tạo nên thành quả, đạt được vô số thành tựu đáng trân trọng. Kỷ Dậu cũng phải chịu cảnh đàn áp chèn ép của tiểu nhân trong công việc, đôi khi trục trặc chuyện tiền nong, đôi khi còn dính họa thị phi khiến cuộc đời rơi vào trầm luân bể khổ. Tuy nhiên số mệnh đã sắp đặt thì về sau họ rồi cũng sẽ tìm được sự giàu sang quyền thế của mình. Nhờ có phúc dày mệnh lớn mà đến một thời điểm khó khăn nhất đời người, khi mà mọi thứ bế tắc đường cùng, những tưởng sẽ chấm hết thì bất ngờ, Kỷ Dậu sẽ bùng nổ tài lộc, gặp thời đổi vận phất lên một cách rực rỡ, khiến chính họ cũng chẳng thể ngờ có ngày mình lại đổi đời nhanh như vậy, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào. Vậy nên dù hiện tại có thế nào, Kỷ Dậu sinh năm 1969, hãy tích cực tiến lên Kỷ Dậu nhé. 2. Tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Người tuổi Kỷ Dậu 1969, mệnh thổ, đại trạch thổ, tương sinh với hành hỏa của năm 2024, can chi của tuổi mang nghĩa báo hiệu chi kê, gà gáy, thiên can kỷ tương hợp với can giáp, địa chi dậu lục hợp với chi thìn. Như vậy, năm nay được đánh giá là năm may mắn đối với Kỷ Dậu, sự nghiệp được nâng đỡ, tài chính nhiều khởi sắc. Người tuổi Kỷ Dậu tính tình hào phóng, đi tới đâu cũng gặp được thầy hiền bạn tốt, giúp đỡ vượt qua cửa ải khó khăn, thử thách. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm Giáp Thìn, tuổi Kỷ Dậu có vận trình hanh thông, được nhiều cát tinh chiếu mệnh, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, tiền bạc gia tăng không ngừng. Có thể nói, công sức bỏ ra bao nhiêu đều được đền đáp, xứng đáng gặt hái thành quả tương xứng tới đó. Về sự nghiệp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu có nhiều bước tiến rõ rệt trong 6 tháng đầu năm 2024 này. Một phần là nhờ có nhiều cát tinh phù trợ, nhưng phần lớn là nhờ chính bạn đã luôn chăm chỉ, nỗ lực, không quản ngại khó khăn. Cục diện nhị hợp cho thấy, bạn luôn duy trì được đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy, nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, nắm bắt thời cơ, dẫn đầu xu hướng. Năm nay nếu có ý định thực hiện những dự định lớn lao, thì bạn có thể lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để tiến hành ngay, dù là người vừa bước chân vào môi trường mới, hay người đã có nhiều năm kinh nghiệm, bản mệnh cũng gây được ấn tượng với cấp trên và được dành cho nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Chính quan soi chiếu là dấu hiệu chứng tỏ bạn hoàn toàn xứng đáng và đủ năng lực để đứng ở một vị trí cao hơn, giúp phát huy tài năng và mở rộng tầm ảnh hưởng, dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Các tinh tử vi đem lại tác động tích cực, giúp các mối quan hệ xã giao của bạn được mở rộng. Con giáp này có thể quen biết được với quý nhân trong năm nay. Đối phương không chỉ truyền dạy những kinh nghiệm quý giá giúp bạn khắc phục khó khăn, mà còn có thể đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích, giúp bạn tìm ra hướng đi mới phát triển bản thân.
Đặc biệt, trong 6 tháng tới này, bản mệnh cũng gặp vạn sự như ý do tác động của hung tinh, như tử phụ chẳng hạn. Hung tinh này tuy nhỏ, nhưng nếu chủ quan khinh suất, nó có thể biến những cơ hội tưởng chừng ngon ăn thành nguy cơ bất cứ lúc nào. Do đó, bản mệnh dù có đang thắng thế cũng chớ tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác. Nếu bạn không chú ý cách hành xử thì có thể biến bạn thành thú bất cứ lúc nào. Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập, chờ lúc bạn phạm sai sót là tìm cớ để hạ bệ bạn ngay. Trước khi quyết định bắt tay vào một công việc nào đó, bạn nhớ đánh giá tình hình và cân nhắc tới thực lực của bản thân. Không nên cố chấp theo đuổi một điều gì đó, hoặc quá cả tin nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Thời gian đầu năm tuy có may mắn, nhưng bạn cứ đi chậm mà chắc, thì cơ hội thành công cao hơn là chạy theo xu thế thị trường. Muốn phát triển thì hãy phát huy điểm mạnh của bản thân Kỷ Dậu nhé. Dự báo tài chính tuổi Kỷ Dậu trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu trong 6 tháng đầu năm 2024, về phương diện tài lộc thấy rõ dấu hiệu vượng phát tăng tiến, hứa hẹn tiền bạc rủng rỉnh hơn nhiều so với năm ngoái. Nhiều cơ hội ập tới, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nắm bắt, chắc chắn công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Với người theo đuổi con đường sự nghiệp, công danh, bạn gặt hái được thành tích cao trong công việc, nên thường được lãnh đạo đánh giá rất cao. Nhờ có cục diện nhị hợp và các tinh tử vi soi chiếu, bản mệnh dễ được phân công những nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt thì không những được tuyên dương, khen thưởng, mà còn có thể được thăng chức, tăng thưởng, tăng lương nếu tự nhận thấy mình đóng góp nhiều cho sự phát triển của tập thể. Bạn cũng có thể tự tin đề xuất được tăng lương với cấp trên, chắc chắn chẳng vị lãnh đạo nào có thể từ chối một nhân viên xứng đáng như bạn. Chính quan cho thấy, những người làm lãnh đạo thường đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể phát triển ổn định và nhanh chóng hơn xưa. Những thành tích gặt hái được giúp tập thể thu về không ít lợi nhuận. Bạn không những làm giàu cho bản thân, mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Với người làm kinh tế, bạn được chính tài phù trợ, nên nhiều mối làm ăn, buôn bán thu được lời lãi vượt ngoài dự tính. Hơn nữa, bạn còn là người có mối quan hệ rộng rãi, làm ăn giữ chữ tín, nên số lượng khách hàng tin tưởng ngày càng đông. Bạn có thể kiếm được một khoản ổn định mà không cần quá lo lắng đến sự cạnh tranh của đối thủ. Bản mệnh cũng có thể xem xét đến việc ký kết thêm hợp đồng hoặc mở rộng quy mô buôn bán. Sản xuất trong giai đoạn nửa đầu năm này, có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song làm đến đâu thấy kết quả đến đấy, bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, hãy đề phòng sức ảnh hưởng của tam tai và hung tinh tử phù. Bạn nên thận trọng nếu có ý định bước chân vào một lĩnh vực nào đó mới mẻ. Đừng thấy ai kiếm tiền về đầy túi cũng muốn bắt chước theo, bởi có thể đối phương có những lợi thế mà bạn không có được. Tốt nhất, làm việc gì cũng hãy căn cứ vào tình hình thực tế. Có khi phát triển thị trường ngách cũng sẽ giúp bạn thu tiền về đầy túi. Còn nếu chạy theo xu thế thị trường hoặc mù quáng nghe theo lời rủ rê, bạn sẽ sớm cháy túi. Về phương diện sức khỏe, đa phần người tuổi Kỷ Dậu đều không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe trong 6 tháng đầu năm 2024. Có điều đương số gặp nhiều hung tinh chiếu mệnh, nên khó tránh lúc mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mất ngủ hoặc căng thẳng quá mức. Lúc này cần dành thời gian nghỉ ngơi, có thể đi du lịch xa để giải tỏa. Hung tinh Bạch Hổ và Phi Liên Đồng tác động, mang tới chỉ báo về tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc sông nước. Người tuổi Kỷ Dậu nữ mạng cần hết sức cảnh giác, người sinh vào mùa đông dễ gặp xui xẻo hơn cả. Chú ý vấn đề đi lại kẻo dễ bị té ngã gây chảy máu, tổn thương chân tay hoặc quanh vùng đầu. Cuộc sống cũng có nhiều áp lực, bản mệnh cần giải tỏa bằng cách tâm sự với những người thân thiết, đáng tin cậy hoặc tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí, hoạt động tập thể. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng, khiến bản thân ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng cần giữ gìn sức khỏe, duy trì một lối sống lành mạnh. Ở độ tuổi 56, bạn cũng không nên làm việc quá sức, để khi đổ bệnh rồi lại phải tốn công, tốn tiền chữa trị đấy Kỷ Dậu nhé. Phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Kỷ Dậu trong 6 tháng tới này khá ổn, gia đạo hài hòa, con cháu đều ngoan ngoãn, các mối quan hệ xã giao cũng tốt đẹp. Bạn nhận được sự yêu mến nhiều người và có lối hành xử phù hợp đáp lại. Người độc thân có những suy nghĩ tích cực, lạc quan về chuyện tình cảm. Bạn không ngại mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh và sẵn sàng gặp gỡ, giao lưu để cho mình và đối phương cơ hội tìm hiểu. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ vợ chồng ngày càng thăng hoa và có nhiều tin vui từ công việc và con cái. Người ấy chính là động lực để bạn sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đặt ra. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi trong tháng đầu tiên năm Giáp Thìn, công việc của người tuổi Kỷ Dậu có nhiều chuyển biến tích cực.
Đầu năm mới hành sự hanh thông, hứa hẹn gặt hái kết quả tốt lành, cơ hội thay đổi về chức vụ, vị trí hay chuyên môn đã đến. Chỉ cần giữ vững tinh thần làm việc hăng say, cầu tiến, lên kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, thì với tuổi Kỷ Dậu không gì là không thể. Tài vận có dấu hiệu khởi sắc, chính tài khá vượng, có cơ hội được tăng lương, tuy nhiên thứ tài chưa ổn định, nếu có đầu tư chỉ nên tiến hành ở hạng mục có quy mô nhỏ, tránh tình trạng tham thì thâm. Về sức khỏe, tuổi Kỷ Dậu chú ý đi lại cẩn thận, hạn chế tiếp xúc với các đồ vật sắc nhọn, dễ bị chấn thương, chảy máu, tai nạn bất ngờ do thiên hình hung tinh gây ra. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng mới của tuổi Kỷ Dậu có khá nhiều biến động, bản mệnh chịu ảnh hưởng cục diện xung thái tuế, công việc có nhiều thay đổi, dịch chuyển, nhìn chung khá vất vả. May mắn được nguyệt lệnh lâm đất trường sinh hỗ trợ, lại thêm các tinh hữu bật nâng đỡ, tuy có vất vả bước đầu, nhưng kiên trì theo đuổi vẫn đạt được kết quả khả quan. Trong tháng có đại hao hung tinh ảnh hưởng mạnh, cơ hội làm ăn lớn đến ngay trước mặt, nhưng lại để tuột mất chỉ vì sự ngạo mạn cá nhân. Tiền bạc tiêu hao nhiều, cho cả bản thân và người trong gia đình, cần đề phòng mất trộm tiền của. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi phương Đông, được nhị hợp kim cục nâng đỡ, tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu khởi sắc, mưu sự dễ thành, công việc tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó, cơ hội thăng tiến rộng mở, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, sẽ được cấp trên đánh giá cao, nếu đang tìm kiếm công việc, bạn sẽ được thỏa nguyện. Tài vận khá vượng, chính tài và thứ tài đều khả quan, thích hợp cho đầu tư, kinh doanh, mở rộng nhà xưởng, quy mô công ty. Trong quá trình thực hiện có chút vấp váp về thủ tục giấy tờ, nhưng rồi đâu sẽ vào đó, đi tới kết quả xứng đáng. Vợ chồng tình cảm hài hòa, có sự cảm thông và chia sẻ thì việc gì cũng giải quyết ổn thỏa. Người độc thân có thể tìm được đối tượng ưng ý trong tháng này, đi xa gặp quý nhân phù trợ, trong nhà có hỷ tín. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Tháng này được dự báo là không mấy cát lành với bản mệnh, bị hung tinh cản trở, bản mệnh liên tục gặp bất lợi trong công việc. Đã vậy còn có nguy cơ phải đứng mũi chịu sào trong việc quan trọng nào đó, nên tìm người hợp tuổi để hợp tác làm ăn sẽ thuận hơn, vẫn thu về thành quả như mong đợi. Sức khỏe gặp bất lợi do cơ thể căng thẳng, khó tránh bị đau nửa đầu hoặc các tật về mắt. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng 5 âm lịch của 12 con giáp cho thấy tuổi Kỷ Dậu đang được quý nhân ở bên trợ giúp, nên cả đường công danh và đường tình duyên đều khởi sắc không ngừng. Cung mệnh vừa xuất hiện thiên ất quý nhân, lại lâm vào chính quan đại vận, rất thích hợp để phát triển hoặc xây dựng kế hoạch mới cho sự nghiệp. Vận khí cũng đem tới vận may và tìm kiếm quý nhân cho đường tài lộc của bản mệnh. Tháng này được coi là tháng tiêu hết tiền lại có cơ hội kiếm tiền mới, khiến người xung quanh phải ghen tị. Cung tử vi cũng cho thấy chuyện tình cảm người này phát triển rất rực rỡ, người độc thân có cơ hội rơi vào lưới tình, người đã lập gia đình thì tình cảm phát triển đa đoan. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Tháng mới mang tới nhiều may mắn hơn cho người tuổi Kỷ Dậu, vận khí tăng tiến đều đều, trạng thái tinh thần của bạn cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ, thêm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của mình. Tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Kỷ Dậu âm lịch cho thấy, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh và sao tả phù nâng đỡ, công việc của bản mệnh đã khá hơn, một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc dang dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Khi có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, được người có kinh nghiệm giúp đỡ, nhờ vậy mà bạn có thể đạt được một số thành công nhất định. Nguồn thu nhập trong tháng mới của Kỷ Dậu cũng được dự báo nhiều sự cải thiện, thậm chí nhờ có thực thần soi rọi mà nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Có khá nhiều người đã giúp đỡ và có đóng góp vào thành công của bản mệnh, nên đừng quên cảm ơn những người đã kề vai sát cánh với mình nhé. Vận sức khỏe bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao, thì cơ thể khó tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải. Tuổi Kỷ Dậu nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố qua khiến bản thân quá tải. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. 1. Bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi Kỷ Dậu năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, bước sang năm 2024, nữ mạng tuổi Kỷ Dậu gặp sao Vân Hán tháng 2 tháng 5, lời qua tiếng lại ăn nằm nào yên, tháng 8 rắc rối than phiền, làm ơn mắc oán muộn phiền tấm thân. Năm có sao Vân Hán chiếu mạng thì công việc ở mức trung bình, ít có sự mở mang hay phát triển thêm. Ngoài ra tuổi Kỷ Dậu nữ mạng chú ý vấn đề ăn nói kiểu vướng thị phi, kiện tụng cửa quan, sức khỏe cũng giảm sút, đề phòng các tật về mắt và khí huyết. Sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2, tháng 8 âm lịch,
nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn ngũ mộ. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, cả năm đau ốm lao đao chẳng lành, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, đầu năm cúng bái thoát vòng tai ương. Gặp hạn ngũ mộ, hạn chủ về hao tiền của, vật chất, bất an tinh thần, tuổi Kỷ Dậu nữ mạng cần hành sự tỉnh táo trong năm 2024. Đường số không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay vạ gió, mất mát tiền của, mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Tiểu kết, bước sang năm 2024, nữ mạng tuổi Kỷ Dậu gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh, tròn sao chủ về thay đổi tâm tính, tính chất tương đối lành, nên không gây ảnh hưởng nhiều tới công việc và sức khỏe. Kỷ Dậu nữ mạng nên mở lòng lắng nghe lời góp ý chân thành của mọi người, không nên bảo thủ, để cái tôi quá lớn. Bản mệnh gặp vận hạn ngũ mộ trong năm này, hạn chủ về hao tốn tiền bạc và tài lộc. Nữ tuổi Kỷ Dậu có kinh nghiệm quản lý chi tiêu, tuy nhiên đôi lúc lại nóng vội đưa ra quyết định khiến tài chính thiếu hụt. Do đó, trước khi đưa ra sự lựa chọn tài chính, bản mệnh nên thảo luận với chồng con và người thân. Cách hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2024. Đổ phong thủy. Vân Hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết chế hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu linh nâu, hổ phách. Giữ gìn sức khỏe. Bản mệnh không nên lao động quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc. Cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật, hạn chế mâu thuẫn. Năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi. Vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý, cẩn trọng đầu tư. Mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kiểu thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý, khiến tiền mất tật mang. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. 2. Bình giải sao hạn cho nam mạng tuổi Kỷ Dậu năm 2024. Theo sao chiếu mệnh nam tuổi Dậu 1969, gặp sao Thổ Tú, đây là hung tinh gây ra sự trở ngại về tinh thần, sự xung khắc trong các mối quan hệ, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn ngũ mộ. Gặp hạn ngũ mộ thì tinh thần bất an, tiền bạc tuy có nhưng hao tán nhiều, không nên tin người thái quá. Không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay vạ gió, mất mát tiền của, mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Tiểu kết, năm có sao xấu chiếu mạnh, cát vận bị giảm bớt phần nào, trong năm vẫn đâu đó có những thời điểm trắc trở, khiến công việc làm ăn trục trặc, tiền bạc hao tổn hay gây bất an về tinh thần, gia đạo cũng xảy ra không ít xung đột, sức khỏe giảm sút, thậm chí hao tốn tiền bạc cho việc chữa trị. Trong năm Giáp Thìn, cách hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy năm 2024. Đổ phong thủy. Trong năm có sao này chiếu mạng, đường số nên treo nhiều đồ vật cắt tường, cầu may trong nhà, hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý. Việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý, khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện,
tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm, không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn, giúp Kỷ Dậu gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu bạc vượng sự nghiệp. Người tuổi Dậu nên sử dụng màu bạc, bởi màu này sẽ giúp bạn luôn duy trì được đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, nắm bắt thời cơ, dẫn đầu xu hướng. Màu xanh dương vượng tài lộc. Con giáp này sẽ giữ được lý trí của mình nếu thường xuyên sử dụng đồ có màu bạc, nhờ vậy mà bạn sẽ luôn đưa ra được những quyết sách đúng đắn, không những làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Màu vàng tranh vượng tình duyên. Trong năm này người độc thân có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho một vài đối tượng xem mắt. Hãy sử dụng nhiều đồ dùng có màu vàng tranh, bạn sẽ tăng cơ hội gặp được người như ý, đôi bên tìm được tiếng nói chung nên phát triển nhanh chóng. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Dậu là tím, cam đất. Người tuổi Dậu thường xuyên sử dụng những màu này sẽ trở nên cố chấp, cứng đầu, không đánh giá đúng được tình hình thực tế cũng như năng lực của bản thân, từ đó dễ đưa ra những quyết định sai lầm hoặc rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Ngoài ra, bạn cũng dễ đánh mất lý trí trong chuyện tình cảm, dễ siêu lòng vì lời ngon tiếng ngọt của những người mình chưa thực sự hiểu rõ. Quý vị thân mến, lương thiện chính là đạo đức, nhưng lương thiện cũng là trí tuệ. Người thông minh chưa chắc đã lương thiện, nhưng người lương thiện chắc chắn là người thông minh nhất. Người xưa có câu, tâm chữ đầy chữ thiện, vạn kiếp không bị diệt, trăm ánh đèn dõi theo, ngàn dặm sáng soi. Hưởng thụ vật chất có thể làm cho người ta mê đắm nhất thời, còn lòng đầy thiện niệm mới đủ để làm cho người khác cả đời hạnh phúc. Thiện tâm giống như nước vậy, nó có thể nuôi dưỡng thắm tươi mọi nội tâm khô cằn. Quân sư Lưu Bá Ôn thời Trung Nguyên chương, nhà Minh, đã từng tự khuyến khích bản thân, trên thế gian làm sao có thể làm mọi việc theo ý mình được, chỉ mong rằng trong quá trình mình không thẹn với lòng là tốt rồi. Sau đây là 5 cách tu dưỡng để trở nên xuất chúng hơn người theo cách của cổ nhân. 1. Thiên hạ khắp nơi là của cải, một phần lao động, một phần cơm. Trên thế gian này của cải sẵn có khắp nơi, nếu tìm cách thì chắc chắn ai cũng sẽ có thể trở nên giàu có, không có gì là không thể cả. Thế nhưng cổ nhân đã nhắc nhở rằng, một phần lao động, một phần cơm, điều này có nghĩa là lao động bao nhiêu thì chỉ nên hưởng bấy nhiêu mà thôi. Nghĩa là công sức mình như thế nào chỉ hưởng tương ứng, tránh tâm lý tham lam, cố gắng vơ vét phần nhiều về mình. Một người không chú ý việc dưỡng tâm, thường có xu hướng là một, nhưng muốn đòi ăn 10 phần cơm, như thế là tham lam, phá vỡ sự cân bằng vốn có. Một khi lòng tham trỗi dậy thì che mờ đi lý trí, họ nhất định sẽ tìm mọi cách để thu vén của cải về cho mình. Những người này bất chấp thủ đoạn, sẵn sàng luồn cúi, mưu lợi để bù đắp vào phần lao động còn thiếu. Ngược lại, người ngay thẳng thật thà, không đầu cơ trục lợi thì không phải lo sợ, luồn cúi, tự tin vào năng lực của mình, không phải cầu cạnh ai. Có như thế mới tự tin ngẩng cao đầu đối mặt bất cứ hoàn cảnh nào, đoạn trừ được lòng tham của mình, dù là tiền bạc, tình cảm hay chức vụ, thì lòng ta ắt sẽ an yên. Ví dụ như Đào Uyên Minh, quan trường không suôn sẻ, chẳng bằng Quy Ẩn Điền Viên, vẫn có thể hái hoa cúc dưới hàng rào phía đông, nhàn nhã nhìn núi phía nam. 2. Quân tử muốn tu thân, trước tiên phải tu tâm. Một trong những cách dưỡng tâm của cổ nhân đó là, muốn làm quân tử thì phải tu tâm của chính mình trước tiên, không cần cố gắng hô mưa, gọi gió, hay làm việc đao to búa lớn nào đó mới được đánh giá cao, mà tâm an tịnh mới là điều đáng được ưu tiên cho một bậc quân tử. Tu tâm từ ý nghĩ, lời nói cho tới hành động mới thực sự là việc cần làm trước tiên, thử xem mình đã nghĩ đúng chưa, nói năng có chừng mực chưa, có làm tổn thương ai không, hành động có bị hấp tấp, gây hại cho người khác không. Dưỡng tâm là việc cần làm hàng ngày, kiểm soát bản thân tránh xa những việc xấu, từ đó tâm hồn sẽ nhẹ nhõm, luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, người xung quanh cũng cảm nhận được năng lượng tốt đẹp ấy. Quân tử biết tu tâm nên sống ngay thẳng, không tranh giành quyền chức, sống thanh đạm, chẳng cần dùng thủ đoạn để bon chen với đời. Nếu không được giàu có thì vẫn sống vui, sống tao nhã, bất luận cuộc sống của họ có thuận buồm xuôi gió hay không, dù giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, họ đều có thể làm cho tâm hồn luôn tự tại. 3. Bất kính với người đáng kính sẽ chiêu mời tai họa. Cổ nhân dạy, điều nên kính nể là để dân chúng ta sống khiêm nhường, hiếu đạo, biết người, biết mình, nếu không thì sẽ dễ rước họa vào thân. Khổng Tử nói, quân tử có 3 điều sợ, sợ mệnh trời, sợ đại nhân, sợ lời của thánh nhân. Ý nghĩa là, con người phải biết kính sợ thượng thiên, thuận theo thiên mệnh, biết kính sợ người có phẩm hạnh cao,
địa vị cao, biết kính sự lời dạy của thánh nhân, một kẻ tự mãn, xem thường người khác, không có lòng kính sợ thì sẽ mất đi nền tảng đạo đức tối thiểu làm người. Việc xấu nào cũng dám làm, trong đó nhất định phải hiếu kính cha mẹ là điều đặc biệt lưu tâm. Người xưa thường nói, gia đình như một gốc cây, với ông bà là rễ, cha mẹ là cành, con cháu là hoa trái. Muốn hoa trái này nở thì nhất định phải chăm bón cẩn thận từ gốc rễ. Gốc rễ không chăm sóc thì sớm hay muộn cây cối sẽ héo mòn và chết đi. Do đó, là người phải luôn khắc ghi về đạo hiếu, ở nhà không hiếu thuận với cha mẹ, ở đơn vị không phục tùng lãnh đạo, ở xã hội không hiểu tôn kính hiền tài, người như thế ắt sẽ gặp tai họa, hung dữ, nguy hiểm, xã hội như thế ắt sẽ chẳng văn minh, quốc gia và dân tộc như thế ắt sẽ lạc hậu. 4. Vụ thiện sách giả vô ác sự, vô viễn lự giả hữu cận ưu. Câu trên có nghĩa một người làm việc có kế hoạch, mưu lược sẽ hạn chế được những hiểm nguy, sai sót. Ngược lại, những ai không mưu tính sâu, suy nghĩ xa thì mối lo hoạn nạn sẽ đến ngay trước mắt. Một người giỏi mưu tính, kế hoạch nhất định là người suy nghĩ kín kẽ, bản thân luôn ở thế chủ động, gặp chuyện cũng có thể hóa nguy thành an. Những người thành công cũng là người có tầm nhìn xa trông rộng, làm bất kỳ việc gì cũng giỏi tính toán, hoạch định, làm gì cũng phải có tầm nhìn dài hạn. Đừng vì cái lợi trước mắt mà hại người, làm việc ác hay quá tham lam, kẻo sau này họa đến thì hối hận cũng không kịp. Do đó, nên học cách dưỡng tâm của cổ nhân để sớm biết suy tính cho tương lai thì mới có thể đạt được thành công lớn và bền vững hơn. Trái lại, thì sẽ vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Cuối cùng, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý anh chị sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, anh chị vui lòng hoan hỉ ấn nút đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin video bổ ích nhất mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.